true self. I bow down and I honor that. And as I bring my hands together, and as I look at you, I see that truly through your eyes into your soul. And I let you see me. It's namaste. Thưa quý vị, múa lân, múa sư rồng từ lâu đã trở thành loại hình nghệ thuật truyền thống của người dân Việt Nam. Môn nghệ thuật múa dân gian đường phố này có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường được biểu diễn trong những dịp lễ hội Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, và nó cũng có thể được thực hiện tại các dịp quan trọng như khai trương kinh doanh, hay có thể được sử dụng để tôn vinh những vị khách đặc biệt. Múa lân gắn liền với ba linh vật gồm lân, sư và rồng, vì ba con thú này tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt và hanh thông. Tục múa lân, sư rồng có ý nghĩa khác nhau tùy theo quan niệm của từng vùng miền. Tuy nhiên, vẫn với ý nghĩa bao quát nhất của tục múa lân, sư rồng là mong ước bình an, hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng. Thưa quý vị, tối hôm nay xóm phố quê hương ta trở lên sôi động hơn bởi sự rộn rã của tiếng trống lân. Tiếng trống đóng vai trò thể hiện khí thế, sự trang trọng, uy nghiêm của lễ hội. Với các tiết tấu nhanh chậm khác nhau của tiếng trống đã tạo lên màn trình diễn ấn tượng của đoàn lân. Vâng, những tiếng trống liên hồi như trống trận mới có thể diễn tả được hết sự oai phong hùng dũng của lân sư rồng. Đúng như ai đó đã từng nói, ở đâu có trống thất tinh, ở đó có bầu không khí rộn ràng của lân sư rồng. Vâng, tiếng trống múa lân là một nét đẹp văn hóa sẽ mãi được lưu truyền và trao truyền cho ngàn đời sau. Lễ hội tình thân của quê hương sẽ vợi đầy ý nghĩa nếu thiếu đi tiếng trống rộn ràng và hình ảnh của những chú lân vui nhộn.